có những copy hai mặt bằng KIDF Made in DCP PV640DP. Đây là văn bản có hai mặt, là văn bản mặt lẻ muốn copy và KIDF. Bạn muốn copy hướng lên trên, chỉnh số lượng văn bản muốn copy, bấm mũi tên lên hoặc xuống để chọn số lượng văn bản muốn copy. Bấm nút Start để copy lần 1, KIDF đang kéo giấy vào để quét. Máy đang in mặt đầu tiên. Lần mặt trắng đặt vào KIDF, bạn muốn copy hướng lên trên. Đây là văn bản vừa in ra. Đặt văn bản vừa in ra vào lại khay giấy chính, mặt vừa in hướng lên trên, phần đầu trang nằm về phía đầu của khay giấy. Đặt giấy vào xong, đóng khay giấy lại. Bấm nút Start copy lần 2. KIDF kéo giấy để quét. Máy đang in mặt thứ hai. Hoàn tất copy hai mặt, đây là văn bản vừa được copy hai mặt. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn thấy thành công.